Haaland đứt mặt ghi bàn khi Man City hòa Inter không đều ở lượt đầu Champions League. Mạch 4 trận ghi 9 bàn của tiền đạo người Na Uy đã không còn được duy trì khi anh tịch ngòi trận thứ 3 liên tiếp ở Champions League tính cả mùa trước. Trong 6 trận đấu gặp đối thủ mạnh nhất gần đây tại giải đấu, với 4 trận đấu Real Madrid và 2 lần đụng độ Inter, Haaland cũng đều im tiếng. Cơ hội tốt nhất của Haaland đến phút 35 khi anh nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi sút chéo góc chệch cột dọc trong gang tấc khi thủ môn Jan Sommer đã đứng chôn chân. Ngoài ra, tiền đạo người Na Uy còn chiếc điểm 2 lần nhưng không tạo ra được nguy hiểm. Anh vẫn phải chờ ít nhất đến trận sau gặp Arsenal trên sân Etihad nếu muốn chạm mốc 100 bàn cho Man City. Cầu thủ 2 lần là vua phá lưới Champions League cũng không có nhiều đất diễn trước hàng thủ của Inter lùi sâu. Haaland chỉ chuyền bóng thành công 7 lần dù chơi trọn vẹn 90 phút khi bị trung vệ Francesco Acerbi theo kèm như hình với bóng. Chủ nhà gần như không tạo ra được cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2, ngoại trừ khoảng 5 phút cuối khi Gundogan 2 lần đánh đầu cẩn thận trong thế thuận lợi, nhưng một lần bóng đi thẳng vào tay Jan Sommer, một lần bay vượt xa. Ngoài kết quả không như mong đợi, Man City còn chịu tổn thất về lực lượng liên quan đến Kevin De Bruyne. Pep Guardiola đã bố trí De Bruyne đã chính ngay từ đầu. Tuy nhiên, tiền vệ người Bỉ bị thay ra sân sau hiệp 1 sau tình huống va chạm với Jan Sommer. Trên sân vào thời điểm bị đầu, De Bruyne đã nhăn nhó khi trao đổi với các bác sĩ. Chưa kể, De Bruyne còn tỏ ra khó chịu khi bước vào đường hầm. Cập nhật tình hình của anh trong cuộc họp báo sau trận đấu, Guardiola cho biết: "Tôi đã trao đổi với các bác sĩ của đội, chúng tôi sẽ nói chuyện sâu hơn vào ngày hôm sau." Trong ngày hôm nay, Kevin De Bruyne sẽ được đưa đi kiểm tra để xác định rõ mức độ nghiêm trọng. Người hâm mộ Man City đang hồi hộp chờ đợi kết quả chụp chiếu của tiền vệ 33 tuổi. Căn cứ vào những diễn biến chấn thương của De Bruyne, thì anh có thể sẽ không kịp góp mặt ở trận gặp Arsenal diễn ra vào lúc 22:30 ngày 22 tháng 9. Nếu De Bruyne bỏ lỡ trận đấu này, thì đây là một tổn thất lớn với Man City. Dortmund chơi bế tắc trước Club Brugge khi phải đến làm khách trên đất Bỉ. Thế nhưng, cú đúp từ cầu thủ vào sân thay người Jamie Bano-Gittens đã khiến đội bóng nước Đức đánh bại được đội chủ nhà. Bano-Gittens vào sân ở phút 68 và chỉ mất 8 phút để tạo ra khác biệt. Cầu thủ người Anh tung cú sút chéo góc, đưa bóng trúng vào người hậu vệ Club Brugge bay vào góc xa mở tỷ số. Cho đến phút 86, tiền đạo sinh năm 2004 có pha độc diễn giữa vòng vây hàng thủ Club Brugge trước khi sự lòng cực kỳ hấp nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà chơi phòng ngự đáng khen suốt cả trận cho đến khi Bano-Gittens vào sân. Phút 90+5, Serhou Guirassy ghi thêm một bàn nữa từ chấp phạt đền để mang về chiến thắng 3-0 cho Dortmund. Đầu mùa giải này, ít người biết Bano-Gittens là ai. Tài năng trẻ người Anh chuyển đến Dortmund từ Man City từ năm 2020 nhưng gặp chấn thương nặng trong giai đoạn đầu. Mùa trước, anh có màn ra mắt Dortmund ở sân chơi Champions League nhưng chưa trở thành trụ cột trên hàng công. Mùa này, ngôi sao trẻ đến từ Anh đang sở hữu phong độ cho sáng với 4 bàn sau 4 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sau Sancho và Bellingham, Bano-Gittens hứa hẹn sẽ trở thành món hàng người Anh đắt giá tiếp theo của Dortmund trên thị trường chuyển nhượng. Tại công viên Cá Hoàng Tử, PSG may mắn vượt qua Girona 1-0 sau khi thủ môn Gazzaniga bắt hụt bóng ở phút 90. Từ đường căng ngang không có gì nguy hiểm của Nuno Mendes, thủ môn bên phía Girona là để bóng lọt qua tay khiến đội nhà bị thủng lưới. Gazzaniga trở thành thủ môn đầu tiên trong lịch sử phản lưới nhà cho đội bóng Tây Ban Nha ở sân chơi Champions League. Trước đó, hàng phòng ngự Girona chơi kiên cường trước các đợt tấn công của PSG. Đội chủ nhà kiểm soát bóng tới 64%, tung ra 26 cú dứt điểm nhưng không thể ghi bàn trong gần 90 phút thi đấu. Hàng công PSG gặp vấn đề trận đấu này khi chỉ có 5 cú dứt điểm đều trúng đích. May mắn cũng một lần đứng về phía Girona khi Ousmane Dembele đưa bóng trúng xà ngang. Tuy nhiên, trong khi các nhà đương kim vô địch Pháp bắt đầu nghĩ về một trận hòa, thì sai lầm từ Gazzaniga vào cuối hiệp 2 đã mang về chiến thắng dành cho họ. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Champions League xuất hiện bàn phản lưới ở phút 90 để định đoạt trận đấu. Vào ngày hôm qua, câu lạc bộ Al Nassr đã đột ngột sa thải huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Luis Castro. Huấn luyện viên đồng hương của Ronaldo rời đi sau chiến trận thất vọng kể từ đầu mùa này. Đội bóng này chỉ thắng 2 qua 6 trận đa đấu khi thua 1 và hòa 3. Trong chiến trận nói trên, Al Nassr thất bại ở trận tranh siêu cúp Ả Rập Xê Út với kình địch Al Hilal, bị đẩy xuống thứ 7 trên bảng xếp hạng Saudi Pro League, kém 4 điểm so với đội đầu bảng là Al Ittihad, gây thất vọng ở trận đấu đầu tiên tại AFC Champions League. Một ngày sau khi trả Luis Castro, Al Nassr đã ngay lập tức đạt được thỏa thuận với Stefano Pioli. Sau khi đạt thỏa thuận, Stefano Pioli và người đại diện của mình đã đáp chuyến bay đến Riyadh. Trong ngày hôm nay,
huấn luyện viên người Ý sẽ hoàn tất bản hợp đồng. Stefano Pioli sắp tái xuất sau 4 tháng chia tay AC Milan. Huấn luyện viên 58 tuổi chia tay đội chủ sân San Siro vào tháng 5. Trước khi nhận lời mời với Al Nassr, Stefano Pioli từng thông qua bản hợp đồng 3 năm với Al Ittihad. Thế nhưng, hợp đồng đổ vỡ vì bất đồng giữa hai bên. Dự kiến, Pioli sẽ có trận ra mắt Al Nassr mà chuyến làm khách đến sân của Al Ittihad tại vòng 4 Saudi Pro League ngày 21 tháng 9. Al Nassr kỳ vọng việc thay tướng sẽ giúp họ gặt hái thành công sau hơn một năm thất bại dưới triều đại Luis Castro. Barcelona đã khởi đầu rất tốt với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại La Liga. Điều này tiếp thêm cho họ rất nhiều sự tự tin trước trận ra quân ở Champions League. Hansi Flick đã đưa ra một phát biểu đầy đâm thép khẳng định Barcelona hoàn toàn có thể chinh phục Champions League mùa này. Tôi nghĩ chúng tôi có thể giành chức vô địch. Những câu lạc bộ lớn như Barcelona luôn khao khát danh hiệu và Champions League là một giải đấu tốt. Chúng tôi sẵn sàng đối đầu với những đội bóng thiện chiến nhất. Jules Koundé cũng đồng tình với huấn luyện viên của mình. Chúng tôi luôn muốn cạnh tranh ở Champions League với mức độ cao nhất. Cơ hội để giành chiến thắng trận đấu tới rất cao về phong độ của đội vào lúc này. Thể thức mới của giải đấu cũng cạnh tranh hơn, nhưng chúng tôi cần chơi rồi mới có thể đưa ra ý kiến. Mục tiêu của chúng tôi là chiến vô địch. Barcelona đã phải vật lộn với những khó khăn về mặt tài chính thời điểm này. Đó là lý do khiến cho Barca phải rất vất vả mới có thể đăng ký được cho Dani Olmo. Những phong độ gần đây của Barcelona đã khiến người hâm mộ của họ cũng bất ngờ. Tỏa sáng trước Barcelona nhưng Garnacho vẫn chưa chắc kiếm được suất đá chính vào cuối tuần này khi Man United gặp Crystal Palace. Từ đầu mùa, Ten Hag ưa thích cặp cánh Rashford và Amad Diallo nên Garnacho chỉ là phương án dự bị. Mùa trước, Anthony và Garnacho thường xuyên đá chính ở hai cánh, nhưng mùa này Erik Ten Hag đã thay đổi. Trong đó, Anthony gần như bị huấn luyện viên người Hà Lan cảnh báo thiếu kiên nhẫn và tinh thần cạnh tranh để trở lại đội hình chính. Khi được hỏi liệu Garnacho có đủ khả năng để trở lại đội hình chính hay chưa, Ten Hag cho biết: "Tôi luôn muốn có sự xoay thua. Chúng tôi có hơn 11 cầu thủ sẵn sàng có mặt trong đội hình bất kỳ trận đấu nào. Tôi buộc phải loại ít nhất một vài cầu thủ mà bạn có thể cho rằng họ xứng đáng đá chính." Cũng theo một số nguồn tin, Garnacho sẽ khó được trọng dụng ở đấu trường chính là Premier League vì gần đây anh đã bấm thích bài đăng chỉ trích Erik ten Hag của Ronaldo. Đây là hành động không nên dù Garnacho rất thần tượng CR7. Nói về màn trình diễn của tân binh Manuel Ugarte, cầu thủ đá chính lần đầu tiên trong trận gặp Barnsley, Ten Hag cho biết: "Tôi nghĩ cậu ấy chơi tốt, cũng giống như mọi vị trí khác. Ugarte cũng phải tìm được vị trí của mình với phong độ phù hợp nhất. Khi làm được điều đó, cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho đội."